Mày chẳng sáng hả mày? Ừ. Gái 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 anh đâu? Đâu đâu. Đủ. Chọc, chọc đi, chọc đi. Ôi. Chọc đi, anh lo, chọc đi. Kịp không? Người vô. Chào em. Ủa ai anh hỏi đường hả? Chọc gì đó, chọc đi, nói đi. Làm gì đứng kìa kìa. Làm gì hả mọi người, mày rung chưa? Nói gì vợ? Trời, biết gì nói đại đó. Mày đi ra, để tao. Chào em. Dạ. Em đang làm gì em? Em đang ăn mà, không thấy anh. Anh thấy rồi mà giả bộ anh hỏi gì ta. Cũng làm quen em. Em tên gì à? Em tên Mai Dù. Mai Dù. Tên thấy cũng tên tên dễ thương ha. Dạ. Dễ thương. Rồi em có chồng gì chưa? Hay là có rể gì chưa? Bay ơi, bay. Ê, bay ơi. Anh nói chuyện thôi, đừng có gia cảm nha. Bay ơi, bay ơi. Tôi có chồng rồi đó. Bay. Có chồng, có chồng cũng đẹp như trời. Anh đụng nó tôi kêu chồng tôi ra bây giờ đó. Gì? Kêu chồng. Chồng. Ở khu này anh có sợ ai đâu mà em kêu chồng. À, anh không sợ ai ha. Ừ. Anh sợ ai? Em đẹp nữa, nó đẹp. Anh ơi. Ai ai kêu quá kêu kìa. Dạ dạ dạ. Nè nè nè, em nhìn nè. Giờ này nè, nè nè nè, còn ai nữa mà em kêu. Ờ à, để coi ha. Chồng tới trên nhà. Để coi thế được. Sao sao với em kêu. Anh ơi. Ủa cái gì em mình? Hai nãy chọc em nè. Đặt mát, đặt mát. Mát nữa. Em cứ lên nhà đi. Mang đó đi anh. Ôi rồi. Dạ. Mày xong rồi. Sợ nè, lấy ghế chồng. Để ở gùng nữa, phải té. Sợ gùng nữa. Tụi quay dám chồng vợ tao thấy không? Được rồi. Hi. Dạ. Quên tao chọc. Ui. Ai ôi mà. Đừng nữa nữa, tao xem. Trời ơi. Sao không bố đi em? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.